Khi mà mình chọn new family á, thì trong đây nó sẽ có rất là nhiều loại family. Thì mọi người chú ý này, annotation là dành cho family 2D á, là khi mình kích vô đây nè, nó sẽ cái gì những cái tag, by tag với lại room tag gì đó từ lưa đó, thì những cái này là dùng để tag thôi, và ký hiệu 2D trên mặt bằng á. Thì cái này là nó có sẵn trong Revit, mình không cần tạo nhiều, mình chỉ edit thôi. Thì cái phần family 3D là mọi người thấy nè, nó rất là nhiều loại nè, matrix column này, cột này, rồi data driver là những thiết bị nè, đo này, cửa này, đất ti này, ti của ống gió này, thạch của ống gió này, file alarm này, báo cháy này. Thì hầu như nó rất là nhiều loại, mình muốn tạo cái nào riêng á thì mình tạo, mình chọn vô một cái. Thì thông thường á mình sẽ chọn phần matrix generic model, có nghĩa là cái này là sử dụng chung chung cho tất cả các bộ môn luôn. Sau đó mình vô nhấn vô nè, open nè, mình vô mình có thể chuyển được cái đối tượng nó qua cái đối tượng mà mình muốn, ví dụ như là Latin Fisher chẳng hạn. Đấy, thấy không, mọi người tích chưa, cái dấu này góc trên nè, family category and parameter á, thì cái dấu này cho phép mình đổi cái đối tượng family của mình thành một cái đối tượng khác. Ví dụ như là mình đang làm cái đối tượng là điện đi, nhưng mà muốn qua báo cháy thì mình có thể chọn lại file alarm, muốn qua phần nước á, thì chọn là plumbing fixture. Thấy không, thì hầu như chung thì mình cứ chọn lại phần generic model cho nó dễ. Được chưa, thì mình sẽ hướng dẫn phần dựng hình 3D. Ok, thì khi mà nó xuất hiện một cái màn hình trắng như vậy á, có nghĩa là mình đang ở cái mặt bằng. Mọi người nhìn bên tay trái là vẫn có hai mục, đó là property browser và phần property, có nghĩa là floor plan là mặt bằng nè, ceiling là mặt bằng trần nè. Mình không cần sử dụng ceiling, mình floor plan 3D view front left right. Thì cái mặt bằng là mọi người biết rồi đúng không, 3D thì cũng biết rồi nè. Bắt đây có nghĩa là gì, cái bắt đây là hướng nhìn từ sau ra trước. Mọi người khi mà mình tích vô cái dấu nè, tích vô cái reference này là hai reference mặc định của thằng family, nó là trung tâm của family center nè. Mọi người thấy nè, khi mình tích vô cái dấu này á, nó sẽ xuất hiện là center front back, có nghĩa là cái này là phân định trước sau. Còn cái mặt thẳng này á, là phân định là gì, bên trái và bên phải. Mọi người hình dung không, có nghĩa là nó sẽ chia là bốn phần này, hai cái red plane này nó sẽ chia là bốn phần. Phần bên trái thì cái thanh này nè, phần bên trái, phần bên phải cái thanh này chia là phần trước và phần sau. Yeah. Thì khi mà mọi người chú ý nè, mình bắt á có nghĩa là hướng nhìn từ sau ra trước, front là hướng nhìn từ trước ra sau, left là hướng nhìn từ trái qua phải. Được. Còn right là hướng nhìn từ phải qua trái. Nè mọi người, lên cái mặt bằng này, cái hướng nhìn từ trước ra sau là hướng nhìn từ trục hướng mình này, trục này nhìn ra đây. Còn từ front á là từ trước ra sau, là nhìn đây, từ đây ra đây, theo hướng này à, từ đây ra đây. Còn left left right thì từ trái sang phải thôi, right thì từ phải sang trái. Được chưa, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người dựng hình grid nè. Trong cái grid này nó sẽ có những cái gì, extrusion là tạo khối, mấy cái này nè, grid extrusion là tạo khối hình chữ nhật, hình tròn, nó là tạo khối này. Mỗi khi mọi người đưa con chuột vô á, nó sẽ hướng dẫn cái phần vẽ cho mình nè, thấy không, khi mình tạo khối nó sẽ đưa lên thành một cái khối hình trụ. Được chưa, rồi plane đây là tạo khối hình nón, đây này mọi người đưa vô là mọi người rất là dễ hình dung. Dạ, rồi resolve đây là đối tượng xoay quanh một trục. Rồi swept đây là đối tượng mà mình vẽ theo đường dẫn có sẵn, nó sẽ chạy theo đường dẫn có sẵn. Thường thì cái web này nó ít rất ít khi sử dụng.
Rồi sau web này, blend này có nghĩa là theo đường dẫn cái sẵn mà nó theo cấu tạo hình nón như bên này nè, nó là kết hợp của blend và web. Web này thì mọi người coi nè, từ đấy to cho đấy nhỏ thôi đó. Rồi còn cái void này là cái đục khoét, nó đục khoét cũng có nhiều loại nè, đục khoét hình chữ nhật, đục khoét hình nón, đục khoét theo kiểu mà xoay ngang trục, đục khoét theo swap, void swap. Đây là cái này là cái đục khoét, còn cái này là cái khối tròn, khối đặc. Rồi thứ hai là model line. Model line đây có nghĩa là gì? Những cái đường line như là detail line muốn vẽ gì vậy, nó sẽ xuất hiện trên model 3D của mình luôn. Ví dụ như là cái này là mình sẽ để vô là vi kép xe chẳng hạn. Cái bảng đèn vi kép xe trước nhà vệ sinh đó. Thì để lên thì nhìn thấy được trên 3D luôn. Mọi người lên 3D mọi người nhìn nè. Đó. Cô chữ này là cô chữ 3D. Được chưa? Rồi. Tiếp tục lên mặt bằng nè. Sao máy mình bị gì chỗ này, lỗi gì chỗ này nè. Rồi. Ruy nè. Thì cái phần model test đây là test 3D. Mọi người nhìn nè. Test này dùng để chữ nổi đó. Dạ. Rồi. Model group có nghĩa là group lại, block lại như là két. Rồi cái những cái này là electrical connector, có nghĩa là gắn kết nối điện, ống gió, nước, cái bộ tray và ống luồng vậy. Cái phần này là phần red blend, kẻ red blend thêm. Thì cái phần này mình hướng dẫn sau. Yeah. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cái phần tạo hình trước này. Thì đầu tiên mình muốn mình giả sử một hình, một cái gì đó đi. Hình trụ. Hình trụ chữ nhật. Đó, như một giả sử một cái hình này đi. Được chưa? Thì mình vẽ như thế nào? Đầu tiên mình vô cái phần extrusion nè. Thì khi mà vẽ extrusion á, mặc định nó sẽ ra là mình sẽ tạo một cái đường line nè, tạo thành một cái khối, khối hình chữ nhật. Mình muốn vẽ đường line hoặc là muốn vẽ hình chữ nhật liền luôn thì tích chưa lên chỗ này lại sao phép mình vẽ đường line luôn. Rồi tiếp theo á, nó sẽ có hình gì đa giác. Đa giác mấy cạnh thì mọi người tích vô đây. Sai nè, 5 cạnh tích vô. Hoặc là 6 cạnh tích vô, 6 cạnh. Rồi cái đây hình tròn. Rất là nhiều hình, cái đây là những cái cung tròn, cách mình vẽ bó góc cái kiểu rồi. Sau khi mà mọi người vẽ xong mọi người tích vô nè, mọi người thấy nè, extrusion của mình nó bắt đầu từ điểm 0 và cái chiều cao của nó là 250. Nếu các bạn muốn chỉnh á, thì mọi người có thể chỉnh trực tiếp trong này luôn. Hoặc là sau khi mình vẽ xong mình vẫn có thể chỉnh được. Là finish nè. Sau khi mình finish lên 3D mình xem, thì mình sẽ tạo được những cái khối như vậy. Đấy mọi người thấy không? Nếu mà mọi người muốn chỉnh á, extrusion á, thì mọi người ra này, mọi người nhấn vào chỉnh đường này, 300 đưa lên nè, thì nó tự động nó kêu lên, thấy không? Ngàn. Thì cái phần này nó tính từ đâu lên đâu. Thì lúc này mình mới nhìn qua cái mặt front, nhìn từ trước ra sau. Nhìn từ phía. Đó. Thì mặc định cái góc không là cái mặt phẳng red blend không này, tính lên đây là bao nhiêu? 1000. Đó, nó chiều cao của cái khối extrusion. Được chưa? Rồi. Tiếp đến là mình vẽ cái khối gì? Gray blend. Thì khi mà vẽ blend á, thì lúc này đầu tiên nó vẽ là cái đáy của blend trước. Đáy của blend hình gì? Đầu tiên mình muốn vẽ hình chữ nhật. Thì mình tích vô dấu hình chữ nhật nào, vẽ hình chữ nhật nè. Rồi. Sau đó mình muốn vẽ cái đỉnh của cái tháp thì mình nhấn vô edit top. Edit top này lúc này mình vẽ hình tròn. Chờ finish. Thì mọi người lên 3D mọi người xem. Đó. Khối của mình nè. Đấy hình chữ nhật và đỉnh hình tròn. Thì mọi người chỉnh extrusion 200 2000. 2000 đi. Đó thì mọi người thấy không?
nó sẽ tạo được cái khối như này. Rồi tiếp theo green revolve, revolve đây có nghĩa là gì? Nó sẽ đối xứng qua quanh trục, quay quanh trục. Thì khi mình vẽ này, giả sử mình vẽ cái này revolve, mình sẽ vẽ một cái nửa bên thôi, nửa bên từ cái trục đó thôi. Đó, mình đang nhìn mặt bằng nha. Rồi tiếp theo là mình vẽ trục exit line, trục đối xứng nè, để nó quay quanh trục đó, finish. Thì mọi người làm 3D thì cái hình này là mọi người nên đoán là hình gì? Cái hình này nếu mà quay 3D là hình gì? Trụ tròn. Đúng rồi, trụ tròn. Thấy không? Có nghĩa là cái hình chữ nhật nó sẽ quay quanh cái trục đó tạo thành hình trụ. Hiểu không? Ví dụ mình vẽ cái hình khác nè, review, vẽ một cái, giả sử mình vẽ cái bên bồng đi. Chờ rồi cái exit line finish. Rồi mọi người qua 3D xem, thì chỉ cần vẽ như vậy là nó ra cái bên bồng á. Giả sử như vậy ha, rất là đơn giản, cái đâu có khó rồi đúng không? Rồi tiếp theo re-swept. Swept này nó không sử dụng nhiều nhưng mà mình vẫn phải biết nó làm cái gì. Swept với swept lane là tương tự nhau. Swept này á, kích vô á, thì đầu tiên mình sẽ vẽ một cái đường dẫn để nó chạy quanh đường dẫn đó, mọi người thấy không? Ví dụ như là mình đưa vô cái đường dẫn nè, vẽ sketch bạch nè, một cái đường dẫn bất kỳ. Đó, rồi sau đó mình finish. Lúc này nó chỉ là định dạng cái đường dẫn của mình thôi, nó mới là đường dẫn 2D. Rồi tiếp theo là mình edit profile. Thì cái đường dẫn này nè, khi cái đường dẫn này nó mặt bệnh như này thì mình vẽ từ trái qua phải hoặc là phải qua trái, nó bắt buộc nè. Mọi người thấy cái điểm chấm đỏ này không? Là cái đường dẫn này mình sẽ vẽ trực tiếp trên này. Giả sử mình vẽ từ trái qua phải nè, open view nè, mình sẽ vẽ một cái hình tròn ngẫu nhiên thôi. Đó, finish. Rồi tiếp tục finish nữa. Rồi mọi người lên 3D mọi người sẽ thấy nè. Thấy không? Thì mình vẽ cái đường dẫn này nè. Khi mọi người nhìn từ trái sang phải á, thì mọi người vẽ hình tròn, thì nó sẽ chạy theo cái đường dẫn này, kết thúc đường dẫn. Được chưa? Rồi tương tự như cái thằng swept lane cũng tương tự. Rồi cái void from đây có nghĩa là gì? Cái này là đục khoét. Khi mọi người vẽ cái exception nè, mình giả sử là exception nè, finish, bắt đầu mọi người nhìn 3D thì nó là một khối như vậy. Chỉnh nó lên, exception lên 1000. Nhưng mà giờ mình muốn đục khoét cái này xuống thì đục như sao? Lên cái mặt bằng red land, mình sẽ lên là gray void from đục khoét exception nè, thì mình sẽ đục những cái lỗ tròn tròn. Finish 3D nè. Lúc này mình sẽ thấy được cái lỗ tròn của mình nè, ha, đục khoét nè. Nhưng cái lỗ tròn của mình nó chưa tới được cái thằng trên này nên nó không thấy lỗ trên này đúng không? Thì cái phần này mình mới cái đục ở dưới thôi, cái keo độ exception của thằng đục mới tới 200 mà, ha. Nếu mình chỉnh lên 1000 á thì nó đục lên tới trên luôn nè, thấy chưa? Được không? Muốn đục cái lỗ gì thì mình đục cái lỗ đó, thấy chưa? Rồi giờ bắt đầu mình sẽ hình dung một cái hình 3D nào đó mình vẽ. Mình giả sử mình sẵn một cái hình đó cho mọi người dễ hình dung. Mọi người vẽ cái gì? Bình hoa đi. Đó, không, vẽ các bạn nè. Rồi, mọi người thử hình dung vẽ cái bình hoa này đi. Được chưa? Rồi, mọi người thử thực hành.